suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Chuyện kể rằng một người bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta hàng năm tiêu phí rất nhiều tài sản cho việc giết các thú vật làm lễ tế thần, với niềm tin sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai. Vì thế Đức Phật thuyết phục ông ta trở về với phương pháp cúng dường chân chính. Đức Phật ngài dạy rằng những lễ vật đó để tế thần với niềm tin được nhiều công đức đều không mang lại kết quả, bởi vì nếu là thần tốt thì không ai lại đi nhận của người khác như kiểu hối lộ, còn thần xấu thì biết dâng cúng bao nhiêu cho đủ. Chỉ có thân cận thật tâm học hỏi các bậc thánh nhân hiền triết, người có trí, ví dụ như các bậc giác ngộ, từ đó tu tập thân không làm điều xấu, miệng không nói lời sai, tâm hồn thanh cao thì mới đạt được an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Ví như gieo một hạt giống trên một mảnh đất màu mỡ tươi tốt thì quả phúc vô cùng to lớn. Còn nếu như gieo trên mảnh đất khô cằn, chắc chắn hạt giống khó sinh sôi. Đức Phật ngài dạy trong các kinh điển khác về sự cúng dường chân chính, không gì bằng đạo đức phẩm hạnh, thiền định, tĩnh lặng, trí tuệ sáng suốt, từ bi thương người, phụng sự giúp đời. Như vậy, cúng dường một cách ý nghĩa nhất đó là cúng dường bằng sự tu tập giới định tuệ của mỗi chúng ta.